Kinh hoàng Tần Suất Mây Mưa của vua chúa Trung Quốc. Người hiếu sắc nhất trong thiên hạ có lẽ thuộc về Đông Hán Linh Đế Lưu Hoành. Khi lập vị mới tròn 12 tuổi nhưng đã biết thèm khát đàn bà. Cùng với năm tháng lớn lên thì hứng thú thể xác với đàn bà của ông ta ngày càng được bộc lộ, khiến người khác phải kinh ngạc. Ông ta hạ lệnh tất cả các phi tần và cung nữ trong cung đều phải mặc quần yếm, váy, chỉ đơn giản là tiện cho lúc được lâm hạnh, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Nếu chúng ta xem nhật ký cuộc sống hàng ngày do Trịnh Huyền ghi chép trong Chu Lễ thì thấy đáng kinh ngạc. Nữ ngự gồm 81 người, 9 đêm, thế phu 27 người, 3 đêm, 9 vị tần, 1 đêm, 3 phu nhân, 1 đêm, hoàng hậu, 1 đêm. Chỉ trong vòng có nửa tháng mà lâm hạnh hơn 100 mỹ nữ thì đúng là nhiệm vụ vô cùng gian khổ và sức lực vô biên. Điều đáng kinh ngạc là Hán Linh Đế còn nghĩ ra những chiêu hưởng lạc vô cùng quái đản. Năm 186 công nguyên, ông ta hạ lệnh xây hơn 1.000 căn phòng ở Tây Viên, cho đào hào dẫn nước đến từng bậc cửa và cho chảy tràn ra khắp nơi. Trong kênh nước, cho trồng loài hoa sen do Nam Quốc tiến cống, toàn vườn hoa cảnh sắc như tiên giới. Hán Linh Đế lệnh cho cung nữ khỏa thân xuống kênh vui đùa với ông ta. Có lúc cao hứng, hoàng đế cũng trút bỏ hoàng bào, nhập cuộc với các nàng, cùng chơi trò, du long hí phượng. Hán Linh Đế và cung nữ thường xuyên tổ chức uống rượu, thâu đêm suốt sáng trong khỏa du quán. Để biết giờ giấc, ông ta hạ lệnh cho xây một kê minh đường ngay phía bắc khỏa du quán, để có thể thông qua tiếng gà gáy định hình thời gian. Nhưng đám nội thị lại tranh nhau học tiếng gà gáy, nên tạo ra âm thanh thật giả hỗn loạn, không còn biết đâu là ngày đêm. Cứ như thế, ngày nối ngày trong mơ màng, lúc mê lúc tỉnh, chìm đắm trong tửu sắc. Sau khi bận rộn Nam Chinh Bắc Phạt thống nhất thiên hạ, ông ta đã lên kế hoạch độc chiếm mỹ nhân trong nhân gian. Đích thân ông ta đứng tuyển chọn mỹ nữ. Tất cả các quan viên trong triều, ai có con gái chưa chồng đều phải dâng đến ghi danh, bất kể xấu đẹp. Ai xấu sẽ bị phạt tội chết. Đợt tuyển cung nữ quy mô được ví như Hàn Tín tuyển binh, đã có đến 5.000 cung nữ được tuyển chọn. Chỉ trong chốc lát, hậu cung trở thành thế giới của đàn bà và biển cả của sắc đẹp. Cứ thế, ông ta và đám cung nữ cả ngày quấn quýt, vui thú hưởng lạc như chốn thần tiên. Nhưng gia nhân nhiều như mây khói, biết chọn ai để sủng hạnh, ông ta bèn nghĩ ra một kế vô cùng hài hước, phong cho dê thành dương quan. Mỗi tối, nếu con dê dừng lại ở trước cửa phòng ai thì ông ta sẽ qua đêm ở đó. Dương quan trở thành bảo bối và được cung nữ săn đón kỹ lưỡng và nghĩ ra đủ các chiêu để quyến rũ con dê, chứ không phải là hoàng thượng. Có cung nữ không hiểu nghe đâu rằng dê rất thích ăn muối nên vãi chút muối trước nhà, chỉ cần dương quan đi qua tất sẽ phải dừng lại. Nhưng bí quyết này cũng chẳng giữ được bao lâu thì ai cũng biết, nên hậu cung khắp nơi đều có muối. Vì thế đã vô tình giết chết mấy chục dương quan của triều đình. Thời Nam Triều, Tống Hiếu Vũ, Lưu Tuấn Hoàng đế, năm 430 đến năm 464, năm 24 tuổi đã giết chết huynh đệ để lên ngôi. Ông ta là vị hoàng đế vừa háo sắc vừa vô đạo đức, nổi tiếng trong lịch sử, loạn luân với bốn nàng em họ. Ông ta cho triệu các nàng vào cung để ngày đêm cùng vui thú. Nhưng điều đáng ghê tởm là ngay đến mẹ đẻ và thái hậu, ông ta cũng không tha. Đường Cao Trung Lý Trị, năm 628 đến 683, khi còn đang là thái tử, đã từng có quan hệ tình ái với Võ Mị Nương, tài nhân của cha là Lý Thế Dân. Sau khi kế vị, đã đưa Võ Mị Nương đang tu tại chùa Cảm Nghiệp hoàn tục về cung và nạp thành chiêu nghi. Cuối cùng là Tấn Phong thành hoàng hậu, đang từ thân phận thứ mẫu giờ trở thành thê tử. Hậu Lương Thái Tổ, Chu Toàn Trung, năm 852 đến 912, vô cùng tàn bạo, coi người như cỏ rác, hoang dâm vô độ. Bất kể là vợ của con nuôi hay con đẻ, nếu đã thích đều triều kiến thị tẩm, ngang nhiên loạn luân như súc vật. Con đẻ của ông ta vì muốn tranh sủng cũng tình nguyện hiến vợ mình cho cha để dò la tin tức nhằm tranh đoạt vị. Và cuối cùng, ông ta đã bị chính đứa con trai thứ ba của mình là Chu Hữu Khuê giết chết. Đây có thể coi là những tấm gương điển hình về những ông hoàng phong lưu vô đối. Nhưng đó là lịch sử, còn nếu thời đại ngày nay,
Giả thiết chúng ta cũng có được cơ hội được làm hoàng thượng, chỉ dưới trời mà trên vạn người, có tiền có quyền, liệu rằng chúng ta cũng có tư tưởng không phong lưu uống thời gian, đêm xuân ngắn ngủi tựa ngàn vàng, lúc này không chơi thì hối hận, đợi đến bao giờ, đợi được không? News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.